Kính chào quý thầy cô. Trong video hôm nay em sẽ hướng dẫn quý thầy cô cách đăng nhập và cách sử dụng tài khoản của nhà xuất bản giáo dục. Trong cái tài khoản này thì quý thầy cô sẽ phải trả lời những cái câu hỏi thu hoạch mà hôm trước chúng ta đã được tập huấn về sách giáo khoa. Và khi quý thầy cô có cái tài khoản này rồi thì quý thầy cô sẽ được rất là nhiều cái lợi ích. Thứ nhất là chúng ta sẽ được tham gia tập huấn online về phần hướng dẫn sử dụng sách, rồi những cái vấn đề liên quan đến cái sách giáo khoa của nhà xuất bản giáo dục. Rồi chúng ta sẽ được sử dụng sách mềm là theo em tìm hiểu là có sách giáo viên, rồi sách giáo khoa, sách bài tập có đầy đủ của tất cả các bộ môn hết. Và có những cái câu hỏi mà thắc mắc thì ở cái tài khoản này nó cũng có trả lời rất là đầy đủ. Như vậy để bắt đầu mà tạo được để bắt đầu đăng nhập được cái tài khoản này á, thì quý thầy cô sẽ vào quá trình duyệt web trên máy tính của mình á. Quý thầy cô sẽ gõ chữ tập huấn chấm nhà xuất bản giáo dục viết tắt là nxbgg.vn. rồi bây giờ em sẽ làm từng bước một để quý thầy cô có thể thực hiện theo. Rồi trên máy tính của mình, quý thầy cô có thể khởi động trình duyệt web là Google hoặc là Cốc Cốc, tùy vào trình duyệt web trên máy tính của quý thầy cô. Rồi, ở cái thanh địa chỉ này, quý thầy cô sẽ gõ là tập huấn chấm nxbgg.vn Enter. Rồi, đây là cái giao diện trang web của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Rồi, quý thầy cô sẽ được nhà trường gửi về cái tên đăng nhập và cái mật khẩu. Thì cái tên đăng nhập mặc định sẽ là cái email mà quý thầy cô đã đăng ký, cho nên quý thầy cô sẽ nhập vào chỗ này là cái email của quý thầy cô, và chỗ này sẽ là cái mật khẩu mặc định. Thì theo em được biết á, là cái mật khẩu mặc định của nhà xuất bản người ta tạo sẵn cho chúng ta là nó sẽ có cái cú pháp là A in hoa, A thường, A cộng và 1 2 3 4 5 6. Vậy bây giờ em sẽ làm một vào một cái tài khoản khác, vì tài khoản của em đã đổi mật khẩu rồi. Bây giờ em sẽ thử một cái tài khoản khác. Rồi, đây là một cái tài khoản mail của một thầy dạy toán. Rồi bây giờ quý thầy cô sẽ nhập vào cái địa chỉ mail. Ví dụ của quý thầy cô thì quý thầy cô sẽ nhập cái địa chỉ mail của mình vào. Rồi cái chỗ mật khẩu này, quý thầy cô sẽ nhập cái mật khẩu mặc định mà nhà xuất bản đã cấp, có nghĩa là A thường, rồi A hoa, rồi A cộng, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Như vậy là rất là khó với thầy cô. Quý thầy cô có thể, em phóng lớn ha. Rồi chỗ này nè, quý thầy cô có thể chọn vào cái dấu mũi tên nè, nó cho nó hiện cái mật khẩu để quý thầy cô có thể thấy được cái mật khẩu mình gõ đúng hay sai. Rồi bây giờ quý thầy cô thấy là mình gõ đúng nè, A in hoa, A thường, A cộng, rồi 1 2 3 4 5 6. Rồi em thu nhỏ lại nha. Rồi sau khi nhập xong rồi, quý thầy cô sẽ chọn vào đăng nhập. Rồi sau khi chọn đăng nhập xong thì quý thầy cô thấy nó sẽ hiện lên cái giao diện như vậy. Thì ở lần đăng nhập đầu tiên á, quý thầy cô thấy là chúng ta chưa có cái tài khoản á, thì quý thầy cô sẽ chọn vào là tôi chưa có tài khoản. Rồi sau khi chọn chưa tôi chưa có tài khoản xong, quý thầy cô sẽ thấy là nó sẽ hiện lên cái giao diện ở đây là chúng ta xem cái thông tin của chúng ta cung cấp cho nhà xuất bản có đúng chưa, họ và tên, rồi số điện thoại, rồi các thông tin coi xem có chính xác chưa. Nếu chính xác rồi thì quý thầy cô chọn chỗ hoàn thành đó. Rồi chỗ số điện thoại thì quý thầy cô sẽ bổ sung dấu không vô. Rồi tiếp tục quý thầy cô sẽ chọn cái môn của mình. Quý thầy cô sẽ chọn cái môn của mình đi tập huấn hôm mà được yêu cầu của tập huấn của nhà xuất bản giáo dục á, hay nói đúng hơn là cái môn của mình được giảng dạy đó. Thì ví dụ ở đây là em sẽ chọn môn toán. Rồi sau khi chọn môn toán, nếu đối với quý thầy cô ở dạy tiểu học á thì nó sẽ hiện ở đây là lớp 2 đó, vì năm tới là lớp 2 sẽ đổi sách, cho nên chỗ này sẽ là lớp 2 và các môn của lớp 2. Còn ở đây cấp 2 thì là lớp 6 và các môn của lớp 6. Rồi sau đó, sau khi chọn môn xong, quý thầy cô chọn hoàn thành. Sau khi chọn hoàn thành xong, nó sẽ tiếp tục hiện lên một cái giao diện yêu cầu quý thầy cô đổi mật khẩu.
Vì cái mật khẩu là cái mật khẩu mặc định của nó, cho nên quý thầy cô muốn sử dụng á, quý thầy cô phải đổi lại. Thì em lưu ý với thầy cô như vậy, cái chỗ mật khẩu hiện tại thì quý thầy cô sẽ nhập theo cái mật khẩu mặc định mà chương trình nó gửi là A in hoa, A thường, A còng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Để chắc quý thầy cô nhấn chỗ cái biểu tượng con mắt nè, rồi đúng rồi nè. Rồi bây giờ tới mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu, thì quý thầy cô lưu ý cho em như thế này. Mật khẩu mới với thầy cô tạo á, nó cũng phải giống giống cái định dạng như vậy, có không cần theo thứ tự, nhưng mà phải có chữ in hoa nè, rồi chữ thường, rồi số và ký hiệu đặc biệt thì chương trình nó mới cho. Với thầy cô lưu ý phải có đảm bảo đủ các yếu tố này, đủ 4 yếu tố này, còn thứ tự như thế nào là tùy với thầy cô đặt cái mật khẩu của mình. Rồi em lưu ý như thế này để quý thầy cô có thể đặt đúng cái định dạng của nó, để không là nó sẽ báo là mật khẩu yếu hoặc là chưa có đúng quy định. Quý thầy cô lưu ý giùm em nha. Rồi bây giờ em sẽ đặt cái mật khẩu mới cho cái tài khoản này. Mật khẩu mới. Rồi quý thầy cô sẽ nhập xác nhận mật khẩu mới ra, có nghĩa là quý thầy cô nhập lại cái mật khẩu mà quý thầy cô mới vừa đổi nè. Rồi sau khi nhập xong rồi quý thầy cô chọn vào chỗ đổi mật khẩu. Rồi sau khi đổi mật khẩu xong, quý thầy cô thấy là tiếp tục nó sẽ hiện lên cái bộ sách nào. Quý thầy cô lưu ý nè, chúng ta dạy cấp 2 thì chúng ta chọn lớp 6, rồi quý thầy cô dạy tiểu học thì quý thầy cô sẽ chọn chỗ lớp 2, và quý thầy cô dạy cấp 2 thì quý thầy cô chọn lớp 6. Rồi sau khi chọn lớp 6 xong, quý thầy cô sẽ chọn vào cái môn của mình đó. Quý thầy cô sẽ chọn vào cái môn của mình giảng dạy đấy. Ví dụ như cái tài khoản của thầy này là môn toán thì em sẽ chọn vào môn toán. Rồi sau khi chọn vào môn toán xong, quý thầy cô thấy đây là cái giao diện của cái chương trình. Đây đây là cái giao diện đấy, quý thầy cô thấy đây là cái giao diện. Rồi quý thầy cô sẽ chọn vào chỗ kiểm tra tập huấn đó. Khi chọn vào kiểm tra tập huấn thì quý thầy cô sẽ thấy là nó sẽ đưa cho chúng ta đến 10 cái câu hỏi như vậy. Cách để trả lời 10 cái câu này như thế nào, nếu quý thầy cô nhớ được để chọn thì quá là tuyệt vời rồi. Nhưng mà nếu như chúng ta không nhớ được, hôm trước chúng ta đã tập huấn online á, thì em sẽ hướng dẫn quý thầy cô cách để chúng ta trả lời cái câu hỏi này. Thì ở trên trình duyệt web á, quý thầy cô sẽ chọn vào cái dấu cộng nè, để quý thầy cô mở một cái tab mới. Và trên cái trình duyệt web á, em sẽ phóng lớn lên nha. Rồi, hoặc là trên cái thanh tìm kiếm này cũng được, cái nào cũng được. Quý thầy cô sẽ đánh là đáp án thu hoạch nhà xuất bản giáo dục. Rồi em lặp lại, với thầy cô sẽ đánh cái từ khóa là đáp án thu hoạch nhà xuất bản giáo dục, enter. Thì ở đây có đầy đủ các môn hết với thầy cô ở trang hoa tiêu nè. Rồi có đầy đủ các môn hết, rồi với thầy cô sẽ chọn vào này đáp án tập huấn sách giáo khoa lớp 6 bộ kết nối tri thức cuộc sống tất cả các môn. Rồi nhiệm vụ lúc này với thầy cô chỉ cần chọn cái môn của mình, giảng dạy. Rồi ví dụ đây là môn toán nè, đây quý thầy cô thấy có đầy đủ hết, vì em chọn qua đây thử nha. Đặc điểm nổi bật coi coi giống câu hỏi không? Đặc điểm nổi bật nào quý thầy cô? Rồi quý thầy cô chỉ gọi ví dụ ở đây câu B nè, em thấy hình như là cái thứ tự ABC cũng giống nhau luôn. Rồi là câu B đó, như vậy là quý thầy cô đã chọn được một câu. Rồi tiếp theo quý thầy cô câu 2 sách giáo khoa lớp 6, quý thầy cô thấy là có đầy đủ hết đây. Rồi như vậy, tương tự như vậy quý thầy cô cứ chọn cái môn rồi chọn cái nội dung của mình, rồi quý thầy cô sẽ trả lời. Đây cái tích xanh là cái đáp án đúng đó quý thầy cô. Rồi quý thầy cô, em đang chuột xuống nè, ở đây cấp 2 không, rồi quý thầy cô tiểu học sẽ thắc mắc là có tiểu học hay không luôn. Đây em sẽ lăn xuống phần, tại vì đây tất cả các môn của cấp 2 cho nên nó hơi dài. Đây em có tìm hiểu là hình như nó có đầy đủ của tiểu học luôn. Đây sách giáo khoa lớp 2 theo chương trình giáo thuật phổ thông. Rồi còn nếu mà để kỹ nữa quý thầy cô sẽ rõ như vậy,
Rồi em quay lại nha. Rồi. Lớp 2. Rồi, đó là để cho quý thầy cô đây, đáp án tập cuốn sách giáo khoa lớp 2 bộ kết nối tri thức đây, quý thầy cô thấy chọn vào. Đó, như vậy là để dễ á, cho quý thầy cô tiểu học và quý thầy cô cấp 2 á, thì quý thầy cô sẽ khi gõ mà tìm kiếm với quý thầy cô sẽ chọn gõ cái lớp luôn. Có nghĩa là nếu như khi lớp 6 á, thì chúng ta sẽ gõ là đáp án thu hoạch nhà xuất bản giáo dục lớp 6. Rồi nếu mà lớp tiểu học á, thì chúng ta sẽ gõ lớp 2. Như vậy là nó có đầy đủ luôn. Rồi sau khi chọn xong là quý thầy cô sẽ chọn vào nộp bài. Rồi sau khi chọn vào nộp bài xong thì hệ thống sẽ chấm điểm cho quý thầy cô. Rồi bây giờ em sẽ vào một cái tài khoản em đã trả lời rồi để cho quý thầy cô thấy nha. Rồi quý thầy cô thấy là khi mà quý thầy cô trả lời xong rồi thì nó sẽ hiện ở đây. Ví dụ môn học của em là môn tin học là em đã trả lời rồi là đúng được 9 trên 10 câu, sai 1 câu. Rồi như vậy là nó sẽ báo là quý thầy cô đã hoàn thành cái phần trả lời khảo sát của cái phần tập huấn này. Rồi bây giờ em sẽ nói thêm về cái tài khoản mà chúng ta được cấp. Chúng ta sẽ có được những cái lợi ích gì. Quý thầy cô thấy là ở đây hệ thống người ta đã xây dựng gì? Rất là đầy đủ. Slide tập huấn hôm trước nè. Rồi video giới thiệu sách. Rồi đây là quý thầy cô, sách học sinh nè. Rồi sách giáo viên nè, rồi sách bài tập của các môn học nè. Môn nào cũng có đầy đủ hết, quý thầy cô chỉ cần chọn vào và tải xuống thôi. Rất là dễ để quý thầy cô phục vụ cho quý thầy cô trong quá trình nghiên cứu, chuẩn bị giảng dạy sắp tới. Vì chúng ta chưa có mua được cái sách á, thì ở đây là quý thầy cô thấy là có rất là đầy đủ hết luôn để quý thầy cô nghiên cứu trước. Đây, rất là đầy đủ. Và bên cạnh đó có những câu hỏi thường gặp nè quý thầy cô. Rồi, có những câu hỏi thường gặp nè. Em thấy rất là hay về cái liên quan đến cái nội dung giảng dạy của chúng ta. Rồi có phần liên hệ để quý thầy cô có thể liên hệ gì đó trong quá trình sử dụng sách. Và em lưu ý quý thầy cô, nếu như quý thầy cô có gặp cái vấn đề về tài khoản của mình á, thì quý thầy cô có thể gọi vào cái số này em phóng to, cái số 1900 4503, từ 8 giờ đến 20 giờ thì cái số này sẽ giải đáp thắc mắc cho quý thầy cô. Hoặc là trong quá trình sử dụng sách gì đó có vấn đề gì đó, quý thầy cô cứ điện vào đây. Hay là sử dụng tài khoản rồi có vấn đề gì đó, đăng nhập gì đó, vân vân các thứ, thì quý thầy cô sẽ gọi vào cái số này. Rồi, như vậy video vừa rồi em đã hướng dẫn quý thầy cô cách để quý thầy cô đăng ký sử dụng tài khoản của nhà xuất bản giáo dục cấp, đồng thời hướng dẫn quý thầy cô cách trả lời các câu hỏi thu hoạch của phần tập huấn sách giáo khoa hôm trước. Video của em đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý thầy cô đã chú ý theo dõi. Xin chào quý thầy cô.